xe đi Thái đi nha. Chở tới cửa khẩu em đi về thôi à. Em được nhìn Thái là em về rồi. À, em nhìn bên đây Thái, bên kia, bên đây Lào, bên kia Thái là đây. Rồi. Lên máy quay đẹp đi. Đây là đang ở Lào nha. Đang ở tỉnh Bát Xê Lào. Chở tới cầu Thái hả? Dùng cái cầu á. Đó dùng ra được. Dùng xong cái công. Tôi có Thái. Bao quên kia xong là Thái. À. Ê mọi người chuẩn bị là xe công an Lào nó bắt xe tôi đó mọi người. Đón được cái đàn nhẹ. Chuẩn bị tôi, chuẩn bị tốn tiền đây này. À, không có, không có. Ngày này, ngày này hên quá. Hên quá. Tài xế không bằng đấy nhá. Lậu tài xế lậu đấy. Có bằng lái Việt Nam rồi. Có bằng Việt thế cho Lào chưa có. Nhưng mà vẫn lái mầm. Ồ, dưa hấu nay bán cho nhiều ha. Dưa hấu đẹp á. Dưa hấu hơi mắc á. Hôm bữa hỏi đâu 45 ngàn trái. Trời 45 à. Má dưa hấu Long An 5 ngàn 3 kg mà. Đây 45 ngàn 45... trái ta đi luôn à. Ta đâu có mua đâu. Dưa hấu Long An ở bên Việt Nam thôi là 5 ngàn 3 kg. Mà thấy là loại dưa hấu đỏ mà trái to, trái mùa nó rẻ thúi vậy đó. Mà sao nó đắt dữ không biết. Đến đợt này nó giống như đang với đầu mùa. Đầu mùa á. Đắt dữ trời tới cùi. Coi đỏ đỏ chứ nghĩa phải không ăn không mày? Ghi quá. Phải không? Không phải, không phải đâu. Dưới kia nó bắn tốc độ rồi, trên này ít lắm. Nếu mà dưới kia hai chốt là trên này có. Trên này không làm đâu. Thường nó làm một chỗ thôi. Đó, đây là công ty Việt Lào đấy nhá. Tổng đây trên đài cũng như của công ty Việt Lào đây. Đó, đây, đó tổng đây. Đó, công ty Việt Lào. Chào các bạn. Cái trụ sở này mới có mấy cái nông trường con kìa. Trụ sở để làm việc á. Đây, đây, quay đây, mấy cái chòi này nó bán nè. Bán rồi. Những cái này không biết rồi che chiều mấy đó, chiều mấy 2 chiều đó. Coi tài có mấy bị bỏ lên xe tải tao chở về cái luôn tài. Về cái tối cho tài ra ngồi chơi à? Cho tài với gia ra. Gần hai cái giỏng đó. Một cái thôi cho nó ấm áp. Ngon ghê ông đụng quá trời xe đứng không cái lún cái đầu ra đích vậy. Cho nó đích coi chứ đụng xe bên này chứ ra đánh ra. Sao dám lạng ra? Thì nó lạng ra là mình ăn chứ không phải nó ăn đâu. Lạc ra mà nó ăn là mình ăn gì cũng mình trả tiền. Đó, mình chịu tiền hết. Mình lát ra mình chịu chứ. Lào được cái vậy á. Mình ăn nó ăn mình thì mình trả tiền. Chạy ra đường người Việt mình thì lúc nào cũng trả tiền. Được quyền trả tiền. Được quyền trả tiền. Mình lụm nó cũng trả tiền mà nó lụm mình cũng trả tiền. Mình quánh nó hay nó quánh mình thì mình cũng trả tiền. Vậy. Luật vậy mà. Việt mình bằng cỡ nào cũng phải trả tiền. Thấy người té xe là thôi đừng vội xuống giúp. À, mình xuống mình giúp là mình trả tiền. Xuống giúp là mình đưa nó bệnh viện mình trả hết tiền cho nó luôn. Đừng bước vào pháp luật này đâu phải là. Nếu mà nó bị nặng là mình phải đi tù luôn. Ở cái luật Lào, cái Lào kiểu vậy mà, ăn vạ mà. Người Lào mà còn chưa một mình người ta chưa dám lại, đợi đông người người ta dám lại kìa. Sợ. Sợ bắt đền ăn vạ.